Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Myanmar cho biết một đoàn xe tải chở hàng từ Trung Quốc vào Myanmar bị tấn công và bốc cháy tại thị trấn Mus, Bang San, miền Bắc Myanmar. Ngày 24 tháng 11, Nhật báo Global New Life của Myanmar tường thuật về vụ tấn công nói trên. Theo tờ báo này, các nhóm nổi dậy đã dùng máy bay không người lái để thả bom vào bãi xe của một công ty tại cửa khẩu Kiin San Kiot ở biên giới Myanmar, Trung Quốc vào sáng 23 tháng 11 giờ địa phương, khiến 120 chiếc xe hàng bốc cháy. Tuy nhiên, người phát ngôn của đội quân Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar phủ nhận việc phóng hỏa đốt đoàn xe. Ông khẳng định liên minh này không thực hiện các cuộc tấn công phá hủy lợi ích của người dân. Chính quyền quân sự Myanmar đã mất quyền kiểm soát đối với một số thị trấn, đồn quân sự ở vùng Đông Bắc và các nơi khác trên khắp Myanmar, khi họ đối mặt với cuộc tấn công phối hợp lớn nhất của các nhóm nổi dậy kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 2 triệu người ở các vùng khác nhau của Myanmar đã phải di tản do giao tranh gia tăng. Tuần này, ít nhất 10 người đã thiệt mạng ở Bang San, giáp biên giới với Trung Quốc, khi rocket bắn trúng xe của những người đang cố gắng thoát khỏi khu vực giao tranh. Trước đó, Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại về giao tranh ở miền Bắc Myanmar và kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar ngừng giao tranh càng sớm càng tốt.